Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đánh giá cái chiếc Redmi Watch 4, một trong những cái chiếc đồng hồ vừa mới được ra mắt của Xiaomi. Và mình có rất nhiều các cái điểm ấn tượng với chiếc đồng hồ này, mặc dù là mức giá của nó chỉ bằng có 1 phần 10 so với cái chiếc đồng hồ mình đang mang thôi, nhưng mà nó lại có những cái giá trị mà mình thấy là thậm chí đúng là kiểu nếu như mà muốn tiết kiệm thực dụng thì đây là cái sự lựa chọn hàng đầu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video để xem rằng là em này có gì đặc biệt các bạn nhé. Nói về cái kích thước tổng thể ở cái phần mặt màn hình này thì nhìn chung nó cũng xem so với lại cái đồng hồ hoa quả của mình. Đi kèm với đó là nó sẽ có cho chúng ta là một cái phần viền kim loại ở đây. Đấy, đây là một cái phần viền kim loại rất sang trọng các bạn nhé. Có đường diamond cut và phần viền tổng thể của nó nhìn chung khá là mỏng các bạn nhé. Và khi mà các bạn nhìn trực diện với cái hình nền là màu đen như thế này thì rõ ràng là cảm giác nó như tràn viền vậy các bạn à. Tại vì nó sử dụng cái tấm nền AMOLED cho nên cái phần màu đen của nó rất là sâu. Đi kèm với đó độ sáng cũng cực kỳ cao nữa. Cái tính năng mà độ sáng tự động của cái màn hình này thì nó cũng rất là nhạy các bạn nhé. Khi mà các bạn ra bên ngoài cái môi trường sáng này hoặc là vào bên trong môi trường tối thì nó cũng tinh chỉnh thích nghi rất là nhanh. Đấy, để nó hạn chế mà chúng ta bị chói mắt hoặc là khó nhìn. Trọng lượng cũng là một điểm rất đáng nói khi mà em này mặc dù là cũng được làm từ kim loại đấy, nhưng mà nó có một cái trọng lượng rất là vừa phải luôn, chỉ rơi vào khoảng là chưa đến 50g. Đây là một cái trọng lượng mà mình thấy là nó cực kỳ hợp lý luôn. Vì mình là một người mà nói chung dạo gần đây là mình hay bị mất ngủ, cho nên mình cũng khá là quan tâm về sức khỏe. Đấy, nên là cũng muốn có một cái chiếc đồng hồ để mà có thể là theo dõi được cái giấc ngủ của mình. Thì với trọng lượng chỉ khoảng là 50g, chưa đến 50g như thế cả dây luôn các bạn nhé, thì mình thấy là mình đeo ngủ qua đêm nó cực kỳ thoải mái. Rồi là cái phần dây đeo được làm từ silicon này thì nó cũng rất là xịn, cho nên là nó không có bị ngứa ngáy, nó không có bị kích ứng trong quá trình mà mình ngủ như thế. Và cái con này thì nó sẽ có một cái mặt đồng hồ lên tới là gần 48mm, cho nên là các bạn lưu ý là cũng cần phải có một cái cổ tay nó có một cái kích thước nó khá khá đấy, tầm khoảng đâu đó là trên 18cm thì đeo con này nó sẽ rất là hợp luôn. Cái đồng hồ này thì mình hơi tiếc là nó sẽ không có phù hợp lắm với những bạn nữ, tại vì những bạn nữ thì thường cái cổ tay nhỏ, nên là nó chỉ phù hợp với những bạn nam mà kiểu cũng có thân hình tương đối là khỏe khoắn lực lưỡng đấy. Cái phần núm xoay của con này thì nó cũng cho mình một cái cảm giác tương tác khá là tốt, khi mà mỗi lần các bạn xoay tinh chỉnh như thế này thì nó cũng sẽ có một cái mức độ rung nhất định đấy, và tương đối là nhạy luôn, rất là chính xác. Và cái cách mà để mà tháo lắp dây đeo thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn à. Đấy, tháo ra thì chỉ cần ấn cái nút ở cái mặt dưới của đồng hồ là xong thôi. Tuy nhiên thì cái kích thước dây đeo của con này nó không phải là 20mm, cho nên là nó sẽ là tầm khoảng hơn 22mm. Đây là một cái kích thước mà nó sẽ hơi kén một tí các bạn nhé. Tức là nếu như mà các bạn muốn thay một cái loại dây khác không phải là do Xiaomi sản xuất ấy thì nó sẽ là hơi khó ở thời điểm hiện tại. Nói về phần màn hình thì em này có một cái mức độ chi tiết rất là tốt luôn. Kích thước là 1.97 inch đi kèm với một cái độ phân giải cao, cho nên là nhìn chung là mọi cái phần thông tin hiển thị trên màn hình này nó cực kỳ rõ. Kích thước lớn rồi là độ phân giải sắc nét nữa, nhìn cực kỳ đã luôn. Độ sáng cũng cực kỳ cao như mình đã nói ở đầu video, có thể ra ngoài trời nắng nhìn rất là thoải mái. Và nó được chạy cái giao diện là HyperOS. Đây cũng là một trong những cái chiếc smartwatch đầu tiên của nhà Xiaomi mà có hỗ trợ chạy cái hệ điều hành là HyperOS. Nhìn chung mình thấy là đây là một cái giao diện trực quan, có icon đẹp. Và có một điểm mình cũng gọi là hơi chưa hài lòng lắm, nếu như mà gọi là bới lông tìm vết đó, thì cái phần mà khi vuốt thông báo xuống ấy, nó sẽ không quá là mượt, nó kiểu nó chỉ còn là 30 fps thôi. Con này thì cái giao diện tổng thể của nó là 60 fps các bạn nhé. Đấy, rất là mượt luôn, nhưng mà khi vuốt thông báo xuống thì nó chỉ còn khoảng là 30 fps thôi. Đã, thì hy vọng là trong những cái phiên bản cập nhật sắp tới thì Xiaomi có thể là khắc phục được cái vấn đề này. Ngoài ra thì nó còn sẽ có thêm những cái tính năng kiểu như là on-wear display, nhưng mà nói chung là đây là một cái tính năng mình chưa bao giờ dùng cả. Mình luôn luôn là tắt trên những cái thiết bị mình hay sử dụng, thứ nhất là để tiết kiệm pin và thứ hai là cũng không có nhu cầu ấy. Bây giờ cảm biến của cái con này nó nhạy lắm, các bạn chỉ cần là giơ cái tay lên như thế này là tự động nó sáng màn hình rồi, lập tức là mọi thông tin nó đều là hiển thị hết. Đấy, nó cực kỳ nhạy luôn. Nó cũng có luôn cái cử chỉ một chạm để mà sáng màn hoặc là úp màn tay lại để mà tắt màn. Ngoài ra thì với một cái chiếc đồng hồ đến từ nhà Redmi như thế này thì các bạn cứ yên tâm là nó sẽ có GPS độc lập nhá. GPS này thì nó bắt rất là nhanh luôn, ra bên ngoài trời chỉ tầm 5 đến 10 giây thôi là đã có thể là bắt được. Sau đó là các bạn có thể là kiểu chạy vận động mọi thứ nó đều rất là ok, không cần phải mang theo điện thoại bên trong người. Cảm biến của con này thì mình thấy là đo cũng khá là chính xác, khi mà mình đặt lên chung một cái bàn cân với lại cái đồng hồ hoa quả mình đang sử dụng có giá là gấp 10 lần thì cái độ sai lệch gần như là không quá đáng kể, nó rất ít luôn các bạn à. Ngoài ra thì em này cũng có cái khả năng nghe gọi chuông to này, rung mạnh này, mic đàm thoại trong môi trường yên tĩnh khá là ok.
còn đàm thoại bên ngoài thì vẫn sẽ hơi lẫn tạp âm một tí. Đây là một điểm mà mình đánh giá là Xiaomi đã cố gắng rồi. Và các bạn cũng có thể là quay số trực tiếp trên đồng hồ được luôn, cũng như là có thể thêm được 10 liên hệ yêu thích, set up được một cái số điện thoại để mà chúng ta có thể là gọi khẩn cấp khi cần. Chỉ cần ấn vào cái nút vặn này 3 lần là được. Còn khi mà sử dụng để nghe gọi qua các app OTT ấy, thì với iOS nhá, Zalo thì vẫn đàm thoại được này, nhưng mà nó sẽ hiển thị một cái dãy số dài, không có hiển thị tên. Messenger thì cũng đàm thoại được, nhưng mà hiện tên người gọi không xác định. Còn với trên Android, cuộc gọi Zalo chỉ rung một lần thì nó sẽ nhắc là cuộc gọi nhỡ. Còn Messenger thì nó sẽ rung một lần để báo cuộc gọi tới, và rung thêm một lần nữa để báo cuộc gọi nhỡ. Với phần hiển thị thông báo ấy, thì hầu hết là hiển thị các app luôn. Riêng iOS thì nó sẽ không hiển thị icon Zalo này, còn Android thì vẫn hiển thị bình thường. Nội dung hiển thị thông báo dài, phông chữ đều, dễ nhìn. Và tất nhiên với một cái thiết bị như thế này thì nó không thể nào thiếu những cái tính năng theo dõi sức khỏe, ví dụ như là đo bước chân, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, căng thẳng, giấc ngủ là một cái tính năng mình rất cần. Thậm chí là có cả chu kỳ phụ nữ này, có báo thức thông minh luôn, cũng như là có hơn 150 chế độ tập luyện, tự động phát hiện 6 môn như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, chèo thuyền, máy tập elip. Về phần pin thì theo như mình trải nghiệm với những cái tác vụ hỗn hợp của mình, nó sẽ rơi vào đâu đó tầm khoảng là hơn 10 ngày các bạn nhé, 12 ngày hoặc là 13 ngày, thậm chí có thể 15 ngày, tùy vào nhu cầu dùng ít hay là dùng nhiều thôi. Đấy, thì tổng kết lại đây là một cái chiếc đồng hồ có mức giá cực kỳ hợp lý đến từ Xiaomi, với một cái thiết kế đẹp này, khung viền kim loại sang trọng có diamond cắt này, dây đeo cao su cực kỳ mịn và xịn, và trọng lượng rất nhẹ, phù hợp để mà mang khi đi ngủ để mà theo dõi giấc ngủ. Cả miếng đo thì cũng rất là chính xác, cũng như là thời gian sử dụng pin thì cực kỳ là thoải mái. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc đồng hồ này thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo. Xiaomi hiện tại bán cái chiếc đồng hồ này rơi vào tầm khoảng là hơn 2 triệu một tí xíu thôi, là chúng ta đã có thể sở hữu được một cái chiếc đồng hồ vô cùng chất lượng đến từ nhà Xiaomi rồi. Không biết các bạn nghĩ sao về cái chiếc đồng hồ này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.